Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Nhật Trương Speaker. Trong video hôm nay, Nhật xin phép được chia sẻ đến cho mọi người một bộ dàn âm thanh karaoke gia đình với phong cách truyền thống và có mức giá khá là bình dân ha. Thì trong cái video hôm nay, chủ yếu là Nhật sẽ quay tổng thể những mẫu sản phẩm của mình, và sau đó song song đó thì Nhật xin phép được chia sẻ đến một số cái ưu và nhược điểm của cái dàn karaoke này để gửi đến cô chú anh chị nào mình đang có nhu cầu có thể tham khảo và đánh giá lựa chọn cho mình một cái mẫu sản phẩm cho nó phù hợp và cũng như là ưng ý ha. Không để mọi người chờ lâu nữa thì Nhật xin phép được vào chi tiết sản phẩm luôn. Thì trong cái bộ combo này thì Nhật sẽ có bao gồm là một âm ly bất tông audio 1001 hai la mã ha. Đây cũng là một cái mẫu âm ly chuẩn xịn của Hàn Quốc và cũng có được rất là nhiều khách hàng ưa chuộng cho tới thời điểm hiện tại. Với cái mức giá cũng khá là dễ dàng tiếp cận. Và tiếp theo đó, mọi người sẽ có một cái micro không dây của MusicWare ha, HS1006i. Đây cũng là một cái mẫu sản phẩm mà được Sóng Nhạc phân phối chính hãng ha mọi người. Những cái mẫu sản phẩm này thì được Nhật lựa cũng rất là kỹ, Nhật đảm bảo cho mọi người là hàng xịn zin ha. Và tiếp theo chúng ta sẽ có một cặp loa Boss 301 Series 4. Thì Nhật thấy trong cái bộ dàn này, cái bộ cặp Boss 301 Series 4 này nó đáp ứng cũng khá là tốt trong cái không gian tầm 30m² đổ lại ha. Chúng ta giúp các anh, các chú mình có thể vừa nghe nhạc, vừa karaoke cũng khá là hay. Rồi, Nhật quay luôn cái loa còn lại ha. Và sau đó thì Nhật sẽ chia sẻ đến với mọi người một số cái ưu và nhược điểm của cái bộ dàn này để cho cô chú anh chị nào mình có nhu cầu có thể lựa chọn sản phẩm cho nó phù hợp ha. Thì Nhật đảm bảo với mọi người là những sản phẩm này được Nhật lựa chọn rất là kỹ và được chọn lọc rất là rõ ràng trước khi đưa tay đến tay mọi người ha. Nên là Nhật cũng đã cố gắng tìm hiểu và sàng lọc ra những cái gì đó nó tinh túy nhất và cũng như là nó hợp lý nhất để mang đến cho mọi người một cái giá trị vừa sử dụng và vừa sưu tầm luôn. Thì nên mọi người cứ yên tâm sử dụng ha. Và Nhật cam kết rằng là những cái mẫu sản phẩm này đều là hàng bãi xịn. Và Nhật có cái chế độ bảo hành rất là rõ ràng là 3 tháng sử dụng ha. Còn cái vấn đề hậu mãi thì Nhật nghĩ ở shop nào cũng có, nhưng mà cái quan trọng hơn nữa là cái mẫu sản phẩm. Và ở thời điểm hiện tại thì Nhật thấy trên mạng cũng có rất là nhiều những cái kiểu lừa đảo về cái âm thanh này á. Thì Nhật cũng khuyên mọi người trước khi mình xuống tiền mình mua một mẫu sản phẩm nào đó thì nên cân nhắc tìm hiểu cái cửa hàng đó trước khi mình xuống tiền ha. Thứ nhất là có địa điểm bán hàng rõ ràng hay không và có uy tín hay không đó, và có cái hậu mãi về những cái mẫu sản phẩm của mình không ha. Chứ nhiều khi mọi người mua những cái đồ dạt trôi nổi trên thị trường á, thì khi mình mua về thì rất là ưng ý, nhưng mà sau một thời gian thì nó có những cái lỗi gì đó thì sẽ không có ai hậu mãi cho mình, và cái đó cũng là một cái điều rất là khó chịu đối với khách hàng ha. Thì Nhật cũng có rất là nhiều khách hàng tới mua hàng và cũng rất là phàn nàn về cái vấn đề này đó. Thì bên Nhật có vấn đề là bảo hành cho mọi người, và sau bảo hành thì Nhật cũng có hỗ trợ tất cả mọi thứ cho mọi người. Nếu như những cái mẫu sản phẩm bên Nhật cung cấp ra nó có bị hư hại gì đó thì Nhật sẽ hỗ trợ cho mọi người tìm những cái chỗ uy tín để sửa máy và hoặc khắc phục cái tình trạng đó ha. Dạ rồi, thì tiếp đến Nhật xin phép được công bố cái mức giá bán của cái mẫu sản phẩm nữa ha. Thì trong toàn bộ âm ly, micro không dây và cũng như là loa thì nguyên cái combo này là bên Nhật hiện tại bên Nhật đang bán với mức giá là 17 triệu. Và Nhật sẽ tặng kèm cho mọi người theo những cái dây tín hiệu cũng như là những cái dây loa để mọi người có thể về sử dụng thôi ha. Không cần phải mua thêm những cái dụng cụ rời nữa. Và sẵn đây Nhật xin được phép chia sẻ đến mọi người những cái ưu và nhược điểm của cái dòng nghe nhạc và karaoke truyền thống này. Thì trên cái dòng karaoke truyền thống này á, thì cái ưu điểm thứ nhất mà Nhật thấy á, là nó được cái là nó rất là nhỏ gọn ha. Và nó không có bày bố quá là nhiều thiết bị rườm rà giống như là karaoke chuyên nghiệp. Thì karaoke chuyên nghiệp thì chúng ta cần phải có men nè, rồi có đồ nâng tiếng, rồi có rất là nhiều. Nhận thấy cái đó thì mình chỉ phù hợp cho những gian phòng lớn, mình hát karaoke chuyên nghiệp thôi ha. Còn những cái bộ dàn như thế này
Nhận thấy rất là phù hợp với cái không gian gia đình của mọi người ở cái phân khúc tầm 30 mét vuông đổ lại ha. Đó là cái ưu điểm thứ nhất, nó rất là nhỏ gọn và nó không bày bố quá nhiều cái thiết bị. Và ưu điểm thứ hai, trên cái bộ dàn karaoke truyền thống này á thì nó rất là dễ dàng sử dụng. Tất cả những cái nút hiệu chỉnh ở trên những cái con amply này thì nó đã được tích hợp echo và tất cả mọi thứ trong đây rồi ha. Mình chỉ cần hướng dẫn, mình làm theo hướng dẫn của những người bán thôi, thì một lần thôi thì mọi người có thể về mình tự thao tác được rồi. Cái này rất là dễ ha. Thì cái hướng dẫn này Nhật cũng có làm trên một cái video rồi. Nhật sẽ để cái video đó ở dưới phần mô tả ha. Nếu cô chú anh chị nào mình quan tâm thì có thể xem lại cái video đó. Và cái điểm đặc biệt trên cái dòng này thì nó mang lại một cái giá trị rất là hay. Cái mức giá thì nó rất là bình dân ha mọi người. Cũng có thể giúp cho cô chú anh chị mình lựa chọn những cái mẫu loa hay là những cái mẫu âm ly hay là mic này. Nó phù hợp với cái gian phòng cũng như là nó phù hợp với cái mức giá thành. Đó, như thấy nó được tiện một cái là mức thành nó rất là rẻ. Nó rẻ hơn rất là nhiều so với những bộ dàn karaoke chuyên nghiệp ha. Ví dụ như những cô chú anh chị nào mình sử dụng trong những cái không gian tầm 30-35 mét vuông quay đầu thôi ha. Để mục đích là mình hát karaoke thôi á, thì mọi người cũng có thể lựa chọn những cái mẫu sản phẩm nhỏ gọn như thế này để mình bày bố trên cái gian phòng đó cho nó hợp lý ha. Còn ví dụ như cô chú anh chị nào mình ở những cái không gian 30 hay là 35 mét vuông quay đầu á mà sử dụng những cái bộ dàn karaoke chuyên nghiệp á, thì Nhật thấy rằng là nó hơi thừa. Vì những cái bộ dàn karaoke chuyên nghiệp đó nó có mức công suất cũng khá là cao và nó đáp ứng trên những cái gian phòng cũng khá là lớn đó, và cái mức giá thành nó thì không hề rẻ ha các anh. Đó cũng là một cái ưu điểm mà cái dòng karaoke bình dân này mang lại. Như thấy cũng rất là hợp lý trong cái thời buổi kinh tế khó khăn hiện tại ha. Để có một bộ dàn karaoke ở cái không gian mà mình 30 mét vuông đổ lại thì Như thấy cái bộ này rất là xứng đáng. Và cái nhược điểm trên cái dòng máy này á là cái độ hú rít của nó rất là kém ha. Nhưng mà Nhật cũng đã tìm ra được cái nguyên nhân và cái cách khắc phục rồi. Thì sẵn đây Nhật cũng xin phép được chia sẻ luôn. Nếu như những cô chú anh chị nào mình sử dụng những cái dòng karaoke truyền thống này á mà ở nhà mình nó hay bị hú rít á, thì mọi người nên lưu ý cái chỗ là trên cái đường mic ra ha. Mình xem cái nút hiệu chỉnh cái dãy cao nhất ở trong cái dàn karaoke mình á, đừng nên để quá lớn ha. Chỉ để tầm những nghĩ chỉ gần để tầm 9, 10, 11 giờ là vừa rồi. Mình để cao quá thì cái mức độ hú rít của nó rất là lớn. Đó, thì sẵn đây Nhật cũng thử luôn ha. Thì Nhật cũng ngồi trước cái loa như thế này nè. Đó. Để Nhật mở hơi lớn volume lên tí xíu ha. Đó, mọi người có thể thấy không? Đó, 1 2 2. Đó, Nhật ngồi trước cái loa như thế này mà nó cũng không có cái sự hú rít trên đây ha. Rất là rõ ràng ha. Đó, nên mọi người cũng nên lưu ý đó. Alo, 1 2 2. Đó, rất là hay ha mọi người. Rồi, mình xin phép được mở nhỏ lại ha. Đó, đây cũng là một cái nhược điểm mà các anh nên lưu ý. Và cái thứ hai nữa thì để cái nhược điểm của cái dòng này á, thì nó sẽ không đáp ứng được trong cái không gian ngoài 30 m², ngoài 35 m² ha, hoặc là những không gian lớn hơn nữa. Thì nếu như cô chú anh chị nào mình sử dụng những cái bộ này cho những cái không gian lớn hơn nữa thì mình cần sử dụng thêm những cái cặp loa giống như 301, thì chúng ta cũng có thể đánh một lần cái âm ly này, cũng có thể đáp ứng cho các anh chú mình đánh một lần hai cặp. Nhưng mà Nhật thấy nếu như vậy thì âm thanh nó sẽ rất là loãng và nó không có hay trong cái gian phòng của mình ha. Đó, thì cái ưu và nhược điểm thì Nhật cũng chỉ xin phép được chia sẻ rất là rõ ràng rồi ha. Và nếu như cô chú anh chị nào mình về sử dụng cái bộ này mà trong cái gian phòng hơn 30 m² một tí xíu á, mà cái âm trầm nó hơi yếu á, thì mọi người có thể bổ sung cho mình một cái loa sub điện bass 20 hoặc là 25 thôi là đủ rồi ha, trong cái phân khúc giá bình dân để mình đáp ứng cho cái bộ này cũng rất là hay ha. Dạ rồi, thì vừa rồi Nhật cũng đã quay tổng thể sản phẩm của mình và Nhật cũng có chia sẻ một số cái ưu và nhược điểm trên cái dòng karaoke truyền thống này rồi ha. Thì Nhật cũng đã cố gắng tìm hiểu và đánh giá cái thị trường khách hàng cũng như là những cái khách hàng có đáp ứng lại á, thì Nhật cũng đã cố gắng gón ghép và
gom góp những cái gì đó nó nhỏ nhỏ gọn nhất và nó mang lại cái giá trị âm thanh tốt nhất để gửi đến tay mọi người. Thì những cái mẫu sản phẩm này cũng có thể giúp cho cô chú anh chị mình sử dụng thời gian rất là dài ha. Đặc biệt là mình không cần phải nâng cấp thiết bị mà các anh có thể sử dụng thêm những cái loa rời, nếu như dùm các anh muốn cái tiếng nó hay hơn và nó lớn hơn thì mình có thể nâng cấp thêm loa hoặc là sub ha, chứ mình không cần phải nâng cấp thêm cái mẫu thiết bị này. Vì nhận thấy những lần mà mình thay đổi hay là nâng cấp thiết bị nó rất là tốn kém, đó là một cái ưu điểm rất là đáng ha, không xứng đáng để cho các anh có thể nâng cấp, mà trong khi cái kinh tế thị trường nó cũng hơi khó khăn đó. Nhưng nhận thấy cái mẫu sản phẩm này nó vừa phù hợp và giúp cho mọi người sử dụng thời gian lâu dài nè, là cái nhất. Cái thứ hai là mọi người không cần phải nâng cấp thiết bị nữa, vì cái dòng âm ly karaoke này nó có mức công suất cũng khá là cao, cũng có thể giúp cho cô chú anh chị mình đánh một lần hai song song hai cặp loa luôn ha, và có thể bổ trợ thêm những cái vang hay là những cái gì đó bên rời bên ngoài mà mình không cần phải nâng cấp. Đó là một cái ưu điểm mà Nhật cũng cố gắng gom ghép và lựa chọn những cái mẫu sản phẩm để gửi đến tay mọi người trước khi gửi đến tay mọi người ha. Và cuối cùng mức giá bán thì Nhật cũng đã công khai rồi ha. Nếu như cô chú anh chị nào mình có thêm thắc mắc hay là những cái nhu cầu gì thì có thể liên hệ với Nhật và trực tiếp với Nhật qua hai số điện thoại Nhật có để bên dưới góc màn hình, hoặc là mọi người cũng có thể đến tận địa chỉ là số 579 đường Trường Chinh, phường Tân Thứ Nhất, quận 12 để mình test qua sản phẩm, hát và kiểm tra sản phẩm trước khi mình xuống tiền ha. Cuối cùng thì Nhật xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những cái video lần sau ạ.